Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình có một con máy cưa xích Sinoway SSE 300S. Hàng này thì nó có trợ lực nha anh em. Hàng này thì rất là hiếm, lâu lâu mới về được một hai con nhỏ cho. Con này thì bít tông nó tầm 36mm và 30cc là mã dung tích xi lanh của nó ha. Đặc biệt thì con này nó đang ráp lam Latin. Lam Latin nhá. Đó, lam Latin cắt được 3 tấc rưỡi. Và xích đang là xích mini chân 91 ha. Tình trạng máy móc zin nguyên bản khá là đẹp. Hàng này thì lâu lâu mới về được ha. Rồi, anh em kết thì alo điện thoại của mình 0974644973 nhá. Đây. Rất là đẹp, có rú bơm xăng phụ luôn. Tao xịn sò cho anh em luôn. Anh em khởi động máy thì chỉ cần kéo cái e này thôi. Nếu anh em muốn nó nổ thì có thể anh em bóp hết ga lên một tí, hoặc ấn bóp hết ga ấn chỗ này là tự động bóp ga cho anh em. Không thì anh em cứ kéo e ra, anh em giật từ 1 đến 4 cái nó nổ là anh em đẩy hết cho thôi. Ở đây bình chứa nhiên liệu và phía trước là bình chấm nhất thải 15 xích. Hàng có trợ lực, anh em chỉ cần kéo nhẹ thôi là nó nổ nhá. Như thế này. Cắt giấy luôn. Đây là cây chỉnh găng ti của máy này. Hàng này hàng xốp anh em nhé, xốp. Thấy nổ lắm. Gì nguyên bản khá là đẹp. Xài gia đình thế nhá. Con này cưa gia đình thì khóa cá khá bao bền luôn, lợi xăng bền. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video. Anh em kết thì alo số điện thoại của mình nhé.